được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố qua mở rộng điều tra, ngày 27 tháng 8 năm 2013, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám xét khẩn cấp kiosk không số thuộc tổ 3 khu phố Khánh Long, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là nơi sản xuất ra nhiều loại bằng giả trong suốt thời gian qua. Khám xét tại đây, lực lượng công an đã thu giữ nhiều dụng cụ máy móc phục vụ cho việc làm giả như máy vi tính, máy in màu, máy ép nhựa, máy scan. Ngoài ra, lực lượng công an cũng thu được nhiều dấu nổi giả và giấy phôi đã đóng dấu giả các tổ chức cơ quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục Đào tạo nhiều địa phương và một số trường đại học. Quá trình mà chúng tôi xác minh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là cái việc mà xác minh ra đối tượng sử dụng, bởi vì cái đặc thù công việc của những người mà làm nghề là